Thank you guitar. Trời ơi, trời ơi, tôi muốn nghe tiếng họ reo nữa được không ạ? Cảm ơn. Trời đất ơi, tôi thán phục. Thật sự ra cô Yến Trang tuần này áp lực lớn dữ lắm. Đến đây mà mở ra những cái tiết mục như thế này không chấm cái gì nữa, đúng không cô? Lời nói đầu tiên thì Yến Trang chắc là phải chào hai bạn nhỏ trước. Bởi vì hai bạn đã làm cho Yến Trang cảm thấy rất là choáng ngợp ngày hôm nay. Mình mới đến chương trình lần đầu mà mình cảm thấy wow, một cái cảm giác rất là phấn khởi và cảm thấy rất là vui. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nhìn các em như thế này thì mình không nhận mình già không được. Minh Sù ạ, bởi vì thấy tài năng tương lai bây giờ các em quá giỏi. Chính xác. Và rất là dạng sân khấu và như là một nghệ sĩ chuyên nghiệp đã biểu diễn lâu năm rồi. Phải nói là chúc mừng cho sự tự tin trước đã. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn cô. Chị Trang, đây là ban giám khảo xuyên suốt của chương trình rồi. Em không muốn nói nhiều về cặp này, nhưng mà đối với chị Yến Trang thì đây là một cặp đôi đa sắc màu dữ lắm. Tuần này chơi nhạc rock nữa, máu lửa. Không biết là cảm giác mà để nói về cái liên khúc này thì chị Yến Trang cảm nhận như thế nào ạ? Thực ra thì cái liên khúc này có thể nói là rất là quen thuộc với người Việt Nam của chúng ta. Những cái ca khúc rất là nổi tiếng. Nhưng mà quan trọng hơn hết là cái sức trẻ của hai con á, đã làm cho cái bài hát nó có thêm một cái nguồn năng lượng mới. Ngọc Giàu có một cái sự nhỉnh hơn bạn nam một tí xíu ở cái việc là làm cho tất cả mọi người không chỉ nghe bằng lỗ tai mà chúng ta còn nhìn nữa, là cái sự rất là máu lửa. Khi mà mở cái cánh rừng ra mà ngồi đánh trống là wow. Con luyện tập có lâu không? Dạ thưa cô là con luyện tập không hơn một tháng à. Dạ và riêng bài này thì con tập trong vòng gần một tuần ạ. Gần một tuần. Cho em hỏi hai vị giám khảo xuyên suốt là không biết là những lần trước thì cái cặp đôi này của chúng ta cái sự kết hợp có ăn ý như thế này không? Đây là Văn Minh với Ngọc Dầu là hai trong cái cặp đôi gần như là nổi bật nhất trong cặp đôi vàng nhí của lần này. Bởi vì các bạn mang lại một cái không gian lúc nào cũng rất là bừng cháy trên sân khấu. Các bạn rất là bản lĩnh và các bạn luôn luôn thể nghiệm những cái mới. Các bạn luôn bùng nổ và lan tỏa một cái năng lượng vô cùng là đáng để mà học hỏi dành cho các bạn nhỏ. Cho nên là cô nghĩ là không có bất ngờ khi mà cô Yến Trang cảm thấy quá sức là ấn tượng khi mà được xem các con lần đầu. Dạ, em rất là ấn tượng bởi vì em nghĩ rằng các bạn nhỏ khi mà lên sân khấu á, thì đôi khi chúng ta là một người nghệ sĩ mà chúng ta đã lên sân khấu nhiều lần thì còn có lúc bị áp lực. Chính xác. Nhưng mà đây em nhìn thấy sự tự tin và gọi là nó là không có sợ hãi, chỉ biết là cháy hết mình. Và cái quan trọng hơn hết là ngoài việc các bạn hát, các bạn còn có những cái vũ đạo nó rất là đúng nhịp. Và cái điều đó là một cái điều cực kỳ khó, bởi vì vừa hát mà vừa thể hiện những cái động tác nó đúng nhịp. Chúng ta phải căn chỉnh như thế nào cho nó hợp lý. Và nói chung là khen quá nhiều rồi. Cảm thấy rất là bất ngờ. Và một tràng pháo tay nữa luôn quý vị ơi. Dạ, con cảm ơn cô. Wow, con cảm ơn cô cũng rất là bất ngờ luôn. Tại vì nói cảm ơn với hát khác nhau hoàn toàn đúng không chị? Đúng rồi. Dạ vâng, không biết là giám khảo Đoan Trang chị thấy như nào với tiết mục quay trở lại tuần này có vẻ hơi là máu lửa đây ạ? Cô Đoan Trang thì may mắn là được ngồi đây cùng với chú Hoàng Nhật Nam, được xem các con qua mỗi tuần, được chứng kiến các con tiến bộ như thế nào. Nhưng mà vòng này thật sự cô vỡ òa. Cô quá bất ngờ trước cái tài năng của tụi con và làm cho cô rất là xúc động. Ngọc Dầu, cô chỉ chỉnh con chút xíu là lúc đầu là con hát cho nó rõ hơn. Xuôi dòng Cửu Long Giang, hát cho nó từ tốn thôi và mở, không có lên mũi quá nhiều, làm cho cái âm nó bị xẹp lại. Sau khi mà các con hát bài Ca Đất Phương Nam xong chuyển qua Ngựa Ô Thương Nhớ cũng rất là khác biệt ở chỗ là phối rất là nhẹ nhàng mà tụi con hát hơi phá cách, làm cho cái phần đó cũng rất là đặc biệt, rất là thú vị. Và Ngọc Dầu ơi, phải nói là con quá tài năng. Cô đây nè, là em trai ruột của cô là chú Trung á. Chú Trung là tên là Lũng Microwave á, là đánh trống trong ban nhạc rock Microwave á. Mà cô nói từ mười mấy năm nay là lúc mà chú vừa bắt đầu đánh trống là cô đã thấy cái máu của chú rồi, cô mê rồi. Là cô nói là cho cô tập giới để mà có một dịp nào đó cô được đánh trống. Nhưng mà cô chưa bao giờ làm được. Nhưng mà cô nhìn thấy con hát xong rồi chạy ra đằng sau cái bộ trống rất là bản lĩnh, một tay bên trái đánh, tay bên phải là bị rớt dùi, xong rồi bình tĩnh lấy dùi lên đánh tiếp và hát bè cho Văn Minh. Cô mừng cho tụi con lắm. Con biết làm sao cô mừng không? Cái sự chủ động trên sân khấu á, nó là một phần giúp cho tụi con thành công trong cuộc thi, nhưng nó cũng hỗ trợ cho tụi con bên ngoài đời sống thường, giúp cho tụi con có sự bản lĩnh, đúng rồi, chủ động, tự tin để sắp xếp làm tốt tất cả công việc của mình trong học tập cũng như là trong tất cả mọi việc xung quanh. Cái đó là cái nhạy bén của người nghệ sĩ, và tụi con đã có cái tố chất nghệ sĩ. Còn với Văn Minh, cái đoạn con beatbox cũng là một trong những cái đoạn nhấn của cái bài này để cho thấy tài năng của hai đứa con. Thật sự bài này là một trong những cái gọi là tụi con được ăn cả ngã về không á, tụi con gan quá, thử với dân gian, thử với dân ca nè, thử với đánh trống nè, beatbox nè, rồi rock, đủ thứ hết. Khúc cuối là cả khán phòng là máu lửa cùng với tụi con, quá thành công, chúc mừng tụi con. Dạ con cảm ơn cô. Không biết là chú Hoàng Nhật Nam muốn nói điều gì ạ? Xin mời chú. Hôm nay là hai con tạo hình là đã thấy rất là gấu rồi, đúng cái phong cách là rock. Ban đầu ra thì Ngọc Dầu giống như là một cái người đóng vai là người dẫn chuyện. Cái bài đầu Đất Phương Nam á, thì nó không có phù hợp với chất giọng của con lắm, cho nên chưa thực sự ấn tượng với chú. Nhưng mà lúc mà bắt đầu Văn Minh ra và bắt đầu cả hai cùng hợp với nhau, Cánh Rừng đẩy ra cùng với đánh trống, thì kể từ đó trở về sau là cứ cảm xúc và mọi thứ nó cứ lên dần và nó tăng tiếng, nó lên tới đỉnh luôn. Chú có lời khen dành cho Ngọc Giàu vì đã có một cái sự trải nghiệm và rất chịu khó học đánh trống. Cái động tác á, rất là dứt khoát, mạnh mẽ, giống như những người mà học rất là lâu rồi á. Còn Văn Minh thì beatbox rất là hay ha, chất. Nghe chất rất là đã luôn. Chú rất là thích cái tiết mục vừa rồi. Chỉ có dặn một chút xíu nữa là bữa sau mà Văn Minh á, di chuyển gần giao lưu với chú guitar đó, thì con sẽ tính toán sao để gần với chú hơn, để mình để cái khoảng chính giữa là máy bắt hình cho Ngọc Giàu. Chứ lúc nãy là con hơi đứng lẹm vào trung tâm một chút, thì lúc đó bạn của mình phải có đất diễn cho bạn nữa chứ, đúng không? Đó thì con lưu ý cái phần di chuyển sân khấu để tính toán cái góc hình của truyền hình nữa. Và một cái điểm chú khen Ngọc Giàu nữa là cái đoạn cuối hôm qua tập á, là không có đoạn Văn Minh đó mà quỵ xuống phong cách rất là rock để mà kết. Yeah. Là không có tập cái đó, thì hôm nay Văn Minh đã có cái chất đó trong người, cho nên Văn Minh phiêu theo luôn. Thì cô Ngọc Dầu, cô thấy vậy, cô bối rối, cô làm theo luôn. Đó, tức là mình thấy là Ngọc Dầu có cái sự trễ hơn, nhưng mà thấy bạn vậy, đã cả hai làm cùng với nhau thì thấy rất là hợp. Đó thì cái đó cũng là một cái sự ứng biến rất là nhanh của Ngọc Dầu. Đó thì chúc mừng hai tụi con trong một tiết mục mở màn rất ấn tượng. Wow, một cơn bão lời khen. Một cơn bão lời khen dành cho cái tiết mục này. Mà chú thật sự phải nói là không phải là ban giám khảo đâu, chú cũng là một khán giả ngồi phía dưới nhá. Mà chú tin là khán giả cũng sẽ cảm nhận được cái máu lửa của tụi con. Một lần nữa xin được một tràng hỗ tay cho Văn Minh và Ngọc Dầu. Con cảm ơn các cô chú. Dừng chân bên suối vọng đưa, nhìn trời cao trong xanh lồng lộng, bông hoa rừng thơm ngát. Phải đất nước cho ta mẹ yêu con, gửi tình trong hoa bát ngát. Vọng theo ra chiến trường, vọng theo ta giải phóng. Tổ quốc ơi, muôn năm vững bên hai đầu. Lời ru xưa vô về, lời ru nay thúc giục về anh ru dưới bóng ngỡ dừa. Chiều trương dương rao rạt vắng đưa, rừng du ta thân yêu như quê nhà, như con thuyền trên bên đôi dễ sống chung khơi về dưới suối đồn thu bóng trái nơi nơi vòng theo gió chiến trường vòng theo ta giải phóng tổ quốc ơi muôn năm vùng bên hải đảo lời du xưa vô về lời du nay thúc giục dồn lòng ta ra chiến trời khuya sao đêm lấp lánh tiếng hát ai vang vọng cây rừng phải chăng em cô gái mở đường không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát ôi những cô con gái đang ngày đêm mở đường hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường em đi săn rừng em đi bạt núi con suối nước chảy không ngừng em đang bước tiếp chặng đường theo những anh hùng tổ quốc yêu thương gom công cùng chiến thắng thù gom công cùng tiền phương chiến thắng thù chân đánh núi rừng xanh dồn dập bước qua này liều đêm than hồng mang tình em rừng cháy cháy thêm nhanh nồi lửa lên em đất nước từng bừng đưa ta vào chân đánh núi rừng xanh dồn dập bước qua này lửa cháy lên rồi mang tình em rực sáng trời ơi nghiêm chào thôi vỗ tay lên nghiêm đứng sát vào nhau sắc cúi đầu chào hey. Đọc tay một cái nào. Trời ơi làm cho cả trường quay ở đây bùng nổ luôn. Phải đứng lên với tụi con ngày hôm nay. Ngay bây giờ là chị Đoan Trang đang muốn chia sẻ lắm rồi. Xin mời chị ạ. Trời ơi hôm nay nhức đầu ghê. Nhức đầu rồi. Ai sẽ là người giành được cái cúp thì điều đó quả là điều quá khó khăn đối với các cô chú. Còn các con thì vẫn là cái giọng hát tuyệt vời đó. hát rất là chính xác, mà ngày hôm nay lại là hóa thân là hai anh bộ đội rất là đáng yêu. Tại vì tới cái bài mà cô gái mở đường á, là đi ra là cái kiểu như là các em đang làm cái gì, đang đi hơi đâu, hơi tán tán mà hai anh chàng nhỏ xíu chị lúc đó nói em không tin được luôn á, các em ơi cho anh đi theo với. Nhưng mà hát Nổi Lửa Lên Em, rồi Cô Gái Mở Đường, bài Ca Bên Cánh Võng, các con kết nối những cái bài đó thành một bản mashup tuyệt vời. Phải nói là cô rất là mừng vì cái sự lớn lên của các con trong chương trình này. Cảm ơn các con. Em cảm ơn cô ạ. Dạ mời cô Phương Vi ạ. Cái sự hồn nhiên của các em ở trên sân khấu nó làm cho mình bồi hồi lắm. Đặc biệt là tới cái bài mà Nổi Lửa Lên Em đó, khi mà cái tông của màu của sân khấu nó chuyển thành màu đỏ đó, tự nhiên người nổi da gà hết trơn. Tại vì thấy được cái nhiệt huyết của hai em làm cho khán giả ở trong cái trường quay này, cả các anh chị múa, nên Vi nghĩ là tất cả mọi người đều cảm thấy cái ngọn lửa đó ở trong mình. Cảm ơn hai các con rất nhiều vì đã giúp cho mọi người đã tìm được cái cảm giác đó ở trong mỗi con người. Tôi định diễn quá tuyệt vời. Xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam, cảm xúc của anh như thế nào ạ? Hai con hôm nay thật sự là quá sức là đáng yêu trong hình hài hai chú bộ đội. Bé con rất là dễ thương, và các con đã hát với một cái giọng điệu, với một cái màu sắc hồn nhiên thơ ngây của lứa tuổi mình. Tụi con nên hát những ca khúc này, những ca khúc nhạc đỏ. Chúng ta cứ nghĩ rằng là nhạc đỏ là một cái thời đã xa, nhưng không, nếu không có quá khứ thì sẽ không có hiện tại và không có tương lai. Quá sức đáng yêu, quá sức dễ thương, không còn gì hơn để mà khen tặng cho hai con. Chúc mừng hai con. Một tràng pháo tay nữa xin được cảm ơn và chúc mừng cho Tấn Bảo và Thái Hà. Nghiêm bước đều bước. Ủa tại bước lui mà. Hãy subscribe cho Một tràng hỗ tay cho Phương Nhi và các viên. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của các thành viên trong vũ đoàn Mạnh Quyền và đặc biệt là cô bé Thảo Vi của Thử Tài Siêu Nhí quá là xuất sắc cho cái tiết mục ngày hôm nay của Phương Nhi và các viên. Xin được cảm ơn các bạn vũ công rất nhiều ạ. Cảm ơn các bạn, mời các bạn vào trong nha. Trước khi mà chúng ta lắng nghe cảm xúc của ban giám khảo thì thật sự ra trong quá trình tụi con hát đó thì chú Minh Sù có theo dõi, có những giọt nước mắt ở phía dưới đã tuôn rơi, bởi vì là đồng cảm với câu chuyện mà tụi con đã thể hiện thông qua giọng hát trong trẻo của mình. Giống như cái việc thì chúng ta hay nói gia đình là số 1 đúng không ạ? Giống như Yến Trang đi đâu cũng có mẹ đi cùng, từ bé cho tới lớn trong quá trình mình hoạt động nghệ thuật. Vậy thì gia đình là nơi an toàn nhất, chúng ta có thể trở về. Quá là tuyệt vời với ca khúc vừa rồi. Một tràng hỗ tay nữa cho Phương Nhi và các viên. Thế thì với sự xúc động như thế này, không biết là cô Đoan Trang muốn nói điều gì với các con trong tuần này? Hai bài hát hay quá. Hai đứa con, cô nghĩ là trong cái chương trình này sẽ là một cái hình ảnh rất là đẹp, giọng rất là hay. Và những cái bè bối, nhất là những cái bè căn bản Quảng Ba thôi, và những cái phiêu lót thôi mà các con làm, nghe cái bài hát rất là bay bổng, làm cho bài hát nó thăng hoa hơn bởi cái giọng hát của hai đứa con và cái cảm xúc của hai đứa. Cô rất là thích cái bài hát này, cô rất là thích phần trình diễn của ngày hôm nay. Cô nghĩ là không chỉ dừng lại là một cái tác phẩm rất là thành công của Nhi và Viên, mà nó còn dạy cho các con nhớ thêm cái tình yêu thương của mình dành cho ba với mẹ, phải thương yêu ba mẹ nhiều hơn nữa. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đoan Trang. Có cái tạo hình khúc gần cuối là người bố giống như một cái cây cổ thụ để cho mẹ và con bám vào để cùng vững chãi hơn. Đúng rồi. Trời, màn hình LED lúc đó em nhìn lên em nổi hết da gà. Tại vì nó quá đẹp hình ảnh đó. Nó hay một cái nữa là nó cũng là một cái gì đó truyền thống văn hóa của Việt Nam mình. Mặc dù người phụ nữ Việt Nam rất mạnh mẽ tụi con, mạnh mẽ ghê gớm lắm, kiên cường lắm, nhưng mà người cha, người đàn ông trong gia đình luôn là một cái điểm tựa. Nó rất là vững chãi. Người phụ nữ có mạnh mẽ tới mấy đi chăng nữa thì người đàn ông, người cha trong gia đình vẫn luôn là một cái cột để cho mẹ của mình và những đứa con nương tựa. Cho nên cái hình ảnh như là Minh Sù vừa nói rất là hay. Ba ở giữa, xong rồi nâng tay phải là đứa con gái, tay trái là người vợ của mình, cũng là người mẹ của đứa bé. Cái điều đó cũng là một sự tôn vinh. Thế thì không biết là người đàn ông trụ cột trong gia đình là anh Hoàng Nhật Nam cũng đã đạo diễn cho cái sân khấu rất là lung linh, lộng lẫy và đẹp cũng như ý nghĩa cho các con. Anh đang cảm thấy như thế nào với màn trình diễn này ạ? Những cái lời hay ý đẹp với là những cái cảm xúc cũng rất là đồng cảm với Đoan Trang, và Đoan Trang cũng đã nói hộ hết lời. Anh chỉ muốn bổ sung là người đàn ông đó, nếu như là anh đó, thì anh chỉ không phải là bên này là vợ, mà bên này cô con gái nhỏ, mà anh muốn có nhiều đứa ngồi lên vai rồi ngồi lên đầu hay gì đó, nó nhiều thêm nữa. Chắc phải tập tạ anh hả? Đúng rồi, thì nó mới đông vui. Nói vui vậy thôi, nhưng mà cái tiết mục vừa rồi với hai cái bài hát về người cha và người mẹ đó thì hai con cũng đã không có phải mất công nhiều trong cái việc mình phải diễn cái gì, đúng không? Chỉ tập trung vào giọng hát và cái tình cảm của mình thôi. Chú đánh giá là tất cả những cái gì nó đơn giản nhất, nó tình cảm nhất, đôi khi nó sẽ lắng sâu và nó sẽ động mãi trong tâm hồn mỗi chúng ta. Chú cũng cảm thấy rất là vui khi mà hai con đã thể hiện thành công bài hát này. Xin được cảm ơn chú Hoàng Nhật Nam. Cảm ơn chú. Và chắc chắn là chúng ta không phải lúc nào cũng thuận lợi trên những cái bước đường đi phía trước, đúng không ạ? Và trong nghệ thuật thì càng gian nan hơn để có thể chinh phục trái tim của khán giả. Thế không biết là Yến Trang, trên cái quá trình từ bé cho tới bây giờ mình bước vào con đường nghệ thuật rồi, cũng có những cái vấp ngã khó khăn chắc chắn rồi, thì lúc đó chắc là phải cần tới mẹ bên cạnh, đúng không? Không biết là có đánh thức được một cái kỷ niệm, một cái cảm xúc gì đó của Yến Trang với ca khúc này hay không ạ? Thực ra với phần trình diễn của hai con với cái bài hát vừa rồi thì Trang rất là xúc động, và Trang cảm thấy nhớ những cái tháng ngày mà mình còn rất là bé. Như các bạn biết thì Trang cùng với nhóm Mây Trắng đã sinh hoạt ca hát từ hồi lúc 3-4 tuổi. Và khi mà nhìn các em có được một cái nơi để mà mình có thể thể hiện được cái đam mê và tài năng của mình thì Trang cảm thấy mình may mắn hơn. Bởi vì có thể là bây giờ các em có những cái nơi rất là đặc biệt, là chương trình Trang thấy hỗ trợ cho các em trong mỗi tiết mục đều có nội dung về ý nghĩa, về âm thanh ánh sáng, rồi về biên tập, tất cả mọi thứ có thể là tôn lên được cái tài năng của các em. Còn như thời của Trang á, nó rất là khó khăn, nó có nhiều thứ mà mình không thể nào diễn tả được, gọi là thủ công hơn á. Thì bố mẹ, gia đình là cái nơi mà có thể nói là hỗ trợ và giúp đỡ cho Trang để mà có thể đến ngày hôm nay Trang vẫn còn được yêu nghề, được gắn bó với nghề ngày hôm nay. Thì cảm ơn bố mẹ và gia đình, bởi vì sự hỗ trợ lúc mà mình còn bé nhiều lắm, cái công lao mình không có kể hết được. Nào là đưa đón, nào là chăm cho ăn, rồi nào là mua từng cái quần áo, từng cái kẹp tóc. Lúc bệnh lại còn phải chăm sóc lo lắng. Đúng rồi, nhưng mà cái công lao đưa đón của bố mẹ rất là lớn. Cho nên là bài hát vừa rồi á, Trang thấy là nó không chỉ ý nghĩa với lại các con khi mà tham gia chương trình Cặp Đôi Vàng Nhí, mà nó như là một cái bài học dành cho tất cả các em nhỏ đang xem chương trình. Mình có được sự trưởng thành là nhờ công lao dưỡng dục của bố mẹ. Cho nên là các em hãy cố gắng nuôi dưỡng tài năng của mình, không chỉ vì chính bản thân mà còn chính vì những cái người yêu thương mình đã bỏ công sức ra lo lắng cho mình đến ngày hôm nay. Cảm ơn Yến Trang. Và xin mời ý kiến tiếp tục của anh Hoàng Nhật Nam. Chú Nam có nói thêm một điều nữa. Trong cái phần múa vừa rồi á, thì không phải chỉ chúng ta là những người con biết ơn ba mẹ đâu ha, mà những người cha người mẹ sẽ thầm cảm ơn vì ơn trên, cái thiên tạo nó đã tạo ra đứa con. Và đó là cái chất hàn gắn lại cái sự đổ vỡ. Mà trong cái câu chuyện này là giữa người cha người mẹ cũng đã có một cái khoảng cách. Chính đứa con là cái sợi dây để mà kết nối hàn gắn lại cái tình cảm đó. Cho nên đó là những con người luôn luôn cần có nhau. Chú nghĩ đó là một diễm phúc khi mà cái duyên á, được nằm trong một cái gia đình. Đó là cái điều mà cao cả nhất trong cái thông điệp mà tiết mục vừa rồi đưa lại. Vâng ạ, sợi dây cảm xúc nó kỳ diệu đúng không ạ? Khi mà con cái có khó khăn gì, hãy nghĩ về gia đình của mình, nghĩ tới bố mẹ, chắc chắn tụi con sẽ cảm thấy an toàn. Khi mà gia đình là bố mẹ có vấn đề gì thì hãy nghĩ về con của mình, là cái để gắn kết tình cảm lại một lần nữa. Và cảm ơn tụi con với tiết mục này đã có nhiều cái cảm xúc như vậy dành cho ban giám khảo và đặc biệt là tất cả quý vị khán giả. Một tràng hô tay nữa cho Phương Nhi và các viên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các con. Gia đình ông Năm đã quay trở lại đây và đã hỗ trợ cho bạn Triệu Phú. 100 vỗ tay dành cho tất cả các thành viên nhỏ của gia đình ông Năm Hữu Quốc. Rồi, cảm ơn các con nha. Và cảm ơn Vũ đoàn Chuông Gió cũng đã hỗ trợ cho tiết mục này. Còn nhớ cậu bé này ở cái tuần trước khi mà hát á, nghệ sĩ Thời Mỹ ngồi dưới là không thể nào cầm được nước mắt, bởi giọng hát của con đã chuyển tải được rất nhiều những cảm xúc trong cái bài hát này. Hôm nay thì không biết rằng cô Thanh Hằng thấy rằng Triệu Phú có trưởng thành hơn trong giọng hát, trong cách ca diễn hay không? Mời cô. Cái lời nói đầu tiên á, thì Thanh Hằng cũng xin bắt đền ông Năm á. Tại vì mấy tuần trước á, là những cái tiết mục của ông Năm đã xoáy vào tim của ban giám khảo chúng tôi. Nó không cầm được nước mắt mà luôn cả khán giả nữa. Không phải nói là mở cả lương ra là khóc, không phải vậy. Nhưng mà cái tiếng đàn giọng cổ nó giống như là hồn thiên sông núi. Cho nên khi mà nghe rao cái tiếng đàn lên là mình dù cho không có muốn khóc cũng không có kềm lòng lại được. Nhưng mà lần này thì là tôi cố gắng tôi đeo cái kiếm này vô để tôi không khóc nè. Không có khóc. Nhưng mà ông Năm đã làm cho tôi muốn khóc đó, muốn rơm rớm nước mắt, là tại vì cái đội của ông nó đoàn kết với nhau quá. Bây giờ con đã trưởng thành thêm một bước nữa. Cái câu vô giọng cổ khi nãy có lẽ là con hơi bị áp lực nhiều, cho nên con vô giọng cổ nó hơi bị yếu chút xíu thôi. Nhưng mà khi cái câu 2 thì con ca rất là ngọt, hai cái hò con xuống rất là ngọt. Một lần nữa thì xin cũng cảm ơn ông Năm đã cho một cái tiết mục rất là nhẹ nhẹ cho tuần này, nhưng mà rất là đầy đủ ý nghĩa. Một lần nữa cô xin chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Ở Phú thì có giọng hát, có nhịp nhàng, con ăn tốt. Theo Linh nghĩ đây là nói để chia sẻ với lại Hữu Quốc là đối với Phú thì về cái phần diễn xuất với cái bàn tay phù thủy của ông Năm của con, thì chú nghĩ nếu mà con bước vào những vòng kế tiếp, con sẽ có những cái điều rất là bất ngờ cho khán giả. Chú tin chắc là như vậy. Lần nữa chú chúc mừng Triệu Phú. Và bổ sung một ý nhỏ thôi, trong cái phần tiết mục vừa rồi mặc dầu rất là đông người, thì ở đây rất là khen ngợi huấn luyện viên Hữu Quốc. Khi lên giọng cổ xuống hò thì tất cả mọi hoạt động của mọi người bỗng nhiên dừng lại hết để tập trung toàn bộ sự chú ý vô nhân vật chính, và điều đó nó làm không bị thừa. Chứ nếu mà đang hoạt động mà vô giọng cổ thì có lẽ nó sẽ là kém hiệu quả hơn cho thí sinh của chúng ta. Xin được chúc mừng cho tiết mục vừa rồi. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Kính thưa bà con cô bác, tối đêm nay tại Bến Phà, xã Phước Khánh, đợt tạp kỹ vui nhộn của ông Năm tài tử sẽ cho lên màn một chương trình hoành tráng lệ với dàn âm thanh không rọt rẹt, ánh sáng không mờ ảo, và đặc biệt với sự góp mặt của các diễn viên trẻ xém đẹp sắp nổi tiếng như Thế Thanh, Ngọc Thanh, Ngọc Tâm, Triệu Phú, Quang Lê và Quách Phú Thành. Made in Việt Nam. Kính mời bà con ghé xem. Vé hiện đang bán tại các quầy bán thịt heo của ông Bảy Xề. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Rồi rồi, bà con kéo tới quá rồi, tự ơi. Rồi ơi mấy đứa. Rồi rồi nè nè, đội mão vô nè con. Rồi đã bà con tới rồi đó hen. Rồi nè mấy bộ đồ này ha, ngày hôm qua bộ đồ của con bận á, là cô Thanh Hằng cho đó nghe. Đó, bộ đồ này nè, ông Năm thắc mắc hoài à, không hiểu, dường như là ông Hoài Linh ông đóng kịch sao có bộ đồ này ông cho bận vừa y trời. À được, ủa tôi có Thanh sao con không bận đồ vô? Dạ con mệt quá cha ơi. Sao mệt? Con đói bụng. Thôi cố gắng đi, diễn xong suốt này á, cha con mình ăn sang bữa, bây giờ mệt ngồi nghỉ. Cha thế con. Rồi, chuẩn bị nè. Đó, chuẩn bị chưa? Rồi, lên, vô, chuẩn bị nghe. Mở màn. Giặc sấm lăng đang tràn sáng cõi bờ, vẫn làm trai ta đâu thể ngồi yên. Tạm biệt phu nhân, ta sông lướt xa trường, mang chiến thắng về cho non nước vô quang. Ngoài biên cương gió tung bụi mù bình mờ, giặc xâm lăng tấn công lan tràn cõi bờ. Bầu trời tan tóc quê hương mình đau buồn, loạn ly khóc thương lứa đôi lìa xa. Tình mình sẽ xua kim ngàn đời không phôi phai, nhớ mãi quê hương ai chờ mong. Buông rút mà con lộn. Gia hội trong liên hùng thinh, quân kỳ bay rộn ràng. Đã đến lúc nắng già thu xin giữ lời thề, đi ngang sông nước tung đôi cánh chim bằng. Hẹn gà vui non nước, thanh bình cho mọi nhà. Nón công ta luôn rạng ngời, tàn bóng quần tụ cho chim sang tung cánh mai luôn vùng bay xa. Bước đại cơ cha cha À, không sao, dắp té. Xin lỗi bà con nha. Không sao đâu con. Đi thay đồ đi con. Không sao, cảm ơn bà con nhiều nha. Dạ xin cảm bà con. Cảm ơn bà con. Xin lỗi sự cố kỹ thuật nha. Bữa khác quay lại con nha. Rồi. Ôi. Nè, dường như bà con cho tiền nhiều lắm phải không? Rồi, hai đứa chạy qua quán của ông Bảy mua con gà quay mấy ổ bánh mì về. Hôm nay mình ăn sọp bữa ha. Đi con. Lúc nãy á, con đưa cho cha nửa ổ bánh mì á mà cha không có chịu ăn. Bây giờ cha không có sức á nên cha té đó. Không có sao đâu con. Đi. Ê khoan, ở trong có bận gì không? Vậy tao lột được. Rồi ăn chia qua đây con. Cha ơi, cha ăn với tụi con đi cha. Rồi chút cha ăn sau tụi con đói bụng ăn trước đi. Rồi đó. Rồi dép con nè. Cái này em thèm lâu lắm rồi nè. Ăn đi con, ra ăn với mấy anh chị đi. Em thay đồ xong rồi đó. Phần của em đâu? Nè. Cái giò đi. Cái này hả? Con chán cái cảnh này lắm rồi. Em xin lỗi, chanh cái đùi nè. Không thèm. Thành, sao vậy con? Cả nhà không có ai thương con hết á. Con đóng vai kép chính á mà đối xử với con vậy đó hả? Con biết á, con là con nuôi của cha, cho nên á anh em trong nhà lúc nào cũng ăn hiếp con hết á. Ngay cả cha nè, cha cũng đâu thương gì con đâu. Cha chỉ thương con ruột của cha thôi. Thành, em nói cái gì kỳ vậy? Em nói như vậy không sợ cha buồn hay sao? Xin lỗi cha lẹ lên. Em lỗi gì mà con xin? Em chết kỹ lắm. Thành, sao con nói cha ích kỷ? Chứ không phải á, mẹ ruột của con đã đến gặp cha và xin con về ở với mẹ, mà cha với quyết không cho con đi. Thành, thiệt vậy hả Thành? Em nói thiệt hả? Phải. Mẹ ruột của tôi có đến tìm tôi, nhưng cha không cho tôi đi. Vì cha sợ nếu tôi đi rồi ai sẽ hát cái vai kép chính này đây. Mà nếu không có ai hát á thì cha sẽ không có tiền. Phải không cha? Mày! Dạ! đó, mày là con nuôi của tao. Mấy đứa này đứa con ruột này. Nhưng mà cha thương con mà Thành, con nói gì kỳ vậy? Cha lượm con từ lúc con đỏ hỏn cha nuôi đến ngày hôm nay, sao không thương? Rồi tự nhiên khi không có người đàn bà họ xuất hiện, họ nói họ là mẹ ruột của con, thì làm sao mà cha cho con đi theo người ta? Nhưng người đó giàu có, người đó sẽ làm cho con đổi đời, người đó sẽ cho con một cuộc sống không phải như vậy. Con chán sống cái cảnh này lắm rồi Thành. Còn anh chị nữa, đừng có làm bộ mà thương yêu tôi nữa. Nếu anh chị thật lòng thương yêu tôi á thì đâu phải dành ăn với tôi. Chà, mẹ con đã tới gặp con rồi và đã cho con coi giấy khai sanh thật của mình rồi. Con muốn về với mẹ ruột của con. Mẹ con đang đậu xe chờ con ở bên kia mà kìa. Tôi trả con đi Thành ơi. Thành, cha ơi, thằng Thành nó không phải vậy đâu cha ơi. Để con coi, con được theo nó coi sao nha cha. Thành ơi, Thành. hãy xem như chưa từng đâm con ở góc nhợ năm nào. Anh chị đừng buồn vì nay em xa vắng, mà hãy lo chăm sóc cho cha già, đừng để cha buồn vì nhớ thương em. Anh hai đừng cho cha múa cờ nữa, vì cuộc sống của cha đang đau á. Anh Tư, anh hãy thay em diễn vai dùng thơ, chỉ năm già bé bày nhớ văn mừng cho cha mỗi lúc đêm về. Còn bé Tám á, không có được khóc nhè nữa, hãy phụ giúp gia đình khi không có anh. Cha ơi cha đừng quá nhớ con mà lắm trong bệnh, con sẽ quay về một ngày không xa. Con ơi! Mấy đứa ơi, em của con nó không có bất hiếu nghe, nó không có hỗn với tụi con đâu. Nó đi gì nó gửi tiền cho cha chữa bệnh nè. Mấy đứa bố ra tìm em đi con, biết đâu nó còn quanh quẩn ở cái bến phà này. Tìm nó đi, nó là cha chờ đó. Em đó rồi Thành ơi, về để cha đợi đó Thành ơi. Thành ơi! Mẹ Hiền có thấy Thành không? Con thôi giờ đã xa nhà già, rồi xa bên nước con sông đã từng nuôi con. Đừng thương cha ơi, đừng kiếm con quay về. Con đã xa rồi, xa cha già yêu thương. Tình cha cao ngất trời mây, tình anh em sâu đậm suốt đời không qua. Thành ơi! Cha! Đừng bỏ cha nha con ơi, đừng bỏ với anh chị. Đây là một tiết mục mà tất cả mọi người khi mà xem không thể nào cầm lòng được, không thể nào mà có thể ngăn được những dòng nước mắt của mình. Thứ nhất đó là bởi vì có lẽ là sự kết hợp quá tuyệt vời của tất cả các con đã hỗ trợ cho Quách Phú Thành. Và cái điều quan trọng hơn hết mà chú nhìn thấy đó là cái tình của ông Năm. Cái tình của ông Năm các con đã gửi gắm vào trong cái câu chuyện này, và ông Năm đã hỗ trợ cho các con rất là tuyệt vời. Một tràng vỗ tay dành cho nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, người thầy của tất cả các bé. Thanh Hằng cũng xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, ông Năm đã làm một cái dấu ấn cho Cải Lương tuyệt vời quá. Quách Phú Thành cái tiết mục này con diễn rất là hoàn hảo, mà gọi là xuất sắc luôn nữa. Một lần nữa cảm ơn con. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Ở đây thì tiết mục đã mang lại rất là nhiều cảm xúc. Với cái Donny đóng giày này, em đã khai thác hết tất cả những cái thế mạnh để em dồn vào cho Quách Phú Thành. Từ cái hài đầu tiên cho tới cái vai diễn ở trên sân khấu, những cái tính cách em thay đổi liên tục. Em làm cho nó không có bị một màu, và trong những cái lúc diễn đó em phô được cho mọi người thấy là một cái người học trò của em giọng hát như thế nào, nhịp nhàng ra làm sao, bài bản em cũng đổi liên tục. Riêng về Quách Phú Thành, con may mắn khi có ông Năm bên cạnh con, một người lúc nào cũng tâm huyết với nghề. Cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo nghệ sĩ Hoài Linh. Quách Phú Thành hát hài cả bi, chính diện rồi phản diện, thể hiện diễn xuất điêu luyện, tuyệt định cho đến tuyệt vời. Ở đây thứ tài siêu nhí có thể là ranh giới giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư nó gần kề, nhưng con đã đạt một đỉnh trở thành người chuyên nghiệp trong khi tuổi đời còn quá trẻ như vậy sao? Chúc mừng ta đã yêu nhau, cùng nhau gặp gỡ trong ngày hôm nay. Ta hãy nghe coi các vị giám khảo dành cho con mấy điểm nè. Cô Thanh Hằng, cô sẽ dành cho Quách Phú Thành bao nhiêu điểm? 10 điểm. Con cảm ơn cô. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Không, cho chục người cũng kỳ. Tại vì tôi cũng có một cái suy nghĩ của tôi, cho nên là tôi ngắt bớt hai, tôi lấy thập. Chứ không có lấy 10, không lấy chục mà thập. Tôi lấy thập. Thập là nhiều biết không con? Thập là nhiều con biết không? 10. Đó là 10 điểm. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh vì cái điểm thập. Chúc mừng Quách Phú Thành và nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Giờ đây nước ngọt phù sa ơi, con sông thiết tha ấp ôm bên bờ phù sở, sống mấy ngàn năm tuổi miệt mài chảy mãi. Chuyện bao đời sông biết cả, mà sao vẫn trẻ mãi không rời. Chạy đi sông ơi, nỗi buồn sâu đang ngày đêm chăn chứa. Ha 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 phù sa, sông chở nước ngọt về đây cho đồng lúa thêm xanh, cho cây lành trái ngọt, cho những đêm trăng sông nghiêng mình lấp lánh như ánh mắt quê hương luôn khát vọng. Trong lòng già trái giữa con tim. những chiếc lá tàn hạ trôi sông. Hãy trôi đi trôi về nơi rơi sông ơi, chạy đi kìa sông ơi. Thưa quý vị, tiết mục ca cảnh Chạy Đi Sông Ơi với sự góp mặt của các thành viên trong lớp dân ca cải lương dân gian đương đại và vũ đoàn Chuông Gió. Cảm ơn tất cả các bạn. Rồi bây giờ chúng ta giới thiệu tên mình là một lần nữa cho tất cả quý vị khán giả nhớ nha. Dạ, con tên là Lê Thi Wendy ạ. Wendy. Dạ, con tên là Nguyễn Trương Thế Thanh ạ. Dạ, con tên là Huỳnh Đặng Ngọc Tâm. Dạ, con tên là Huỳnh Triệu Phú. Dạ, con tên là Lê Ngọc Thanh. Thưa quý vị, mỗi một thành viên trong lớp của ông Năm đều có những cái thế mạnh khác nhau, và qua từng phần thi thì ông Năm luôn luôn đẩy những cái bé mà có những cái tài năng, những cái điều đặc biệt nhất, tôn vinh cái điều đó lên để cho các bé thực sự tỏa sáng. Và hôm nay là một sự kết hợp tuyệt vời của các thành viên trong lớp dân ca cải lương dân gian đương đại. Một tràng vỗ tay dành cho tất cả các bé. Xin mời cô Thanh Hằng. Cái gala đã đến rồi thì bây giờ là cô cũng không có lời gì để mà nói hơn nữa là tạm chia tay các con, mà chúc các con luôn luôn lúc nào cũng học giỏi, ngoan, càng ngày càng tiến bộ thêm nữa, càng đam mê bộ môn nghệ thuật cải lương này nữa. Thì các con phải học cho thật giỏi để kiến thức của mình thật là tốt hơn nữa, để các con bước thêm một bước nữa. Nếu mà có cơ duyên để gặp lại nhau thì cô hy vọng rằng năm sau, mùa thử tài siêu nhí năm sau, cô sẽ gặp lại các con và cùng các vị giám khảo ở đây nữa. Xin chân thành cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn. Bữa nay là đêm gala, tụi con đã biểu diễn hết mình. Và chú thấy là bữa nay ông Năm đã chia ra cho các con hát những cái sở trường của mình, và các con đã làm rất là tốt về cái phần đó. Và một cái điều mà chú cảm thấy rất là vui và rất là hãnh diện về cái lớp của ông Năm, đó là một cái sự đoàn kết. Cái sự đoàn kết đó được thể hiện rất là rõ ràng từ những cái phần thi của các anh chị em ở trong đội. Có lẽ là khó có cái đội nào mà được như vậy. Chú nghĩ là riêng bản thân ông Năm thôi làm một cái đoàn cải lương lại được rồi đó. Và chúc các con được sức khỏe và càng ngày càng tiến bộ hơn, và nhất là càng yêu thương nhau nhiều hơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ Hoài Linh. Và bây giờ Thế Thanh ơi, con là anh hai của gia đình đúng không? Anh hai của tất cả các em ở đây. Thì con sẽ đại diện tất cả các anh em nha. Con có đôi điều chia sẻ với tất cả quý vị khán giả nè, ban giám khảo và ông Năm của mình. Con cũng không biết nói gì hơn là xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả quý vị khán giả, đài truyền hình đã tạo cơ hội cho anh em tụi con được gắn bó yêu thương nhau hơn. Và con mong sau chương trình này thì còn tụi con cũng sẽ còn rất là nhiều cơ hội gặp nhau, gặp lại những anh em rất là yêu thương nhau, và gặp lại ông Năm, một người thầy tụi con rất là yêu thương. Cảm ơn tất cả các con nha, và chúc cho các con sẽ thực hiện được những gì mà các con mong muốn, những ước mơ của các con sẽ trở thành hiện thực trong một ngày gần nhất. Một tràng vỗ tay dành cho các học trò nhí của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Cảm giác của con trước khi thi cảm thấy rất là hồi hộp luôn. Tại vì bài của con thì nó rất là cao, nhưng mà con lại phải ngồi chờ trong máy lạnh trong thời gian lâu á. Con sợ khi lên sân khấu con bị rè tiếng nên rất là hồi hộp. Nhanh lên đi chị hai. Chị đi chậm quá trời ạ. Con bé này, em bắt chị xách cái cặp cho em nặng gần chết vậy nè, sao mà chị đuổi thêm cho kịp không biết nữa. Gần về tới nhà rồi đó. Thôi em chạy ù về, lo thay đồ tắm rửa, ăn cơm là đi học bài đi. Nhớ là không được đi đâu chơi lung tung hết nha chưa. Dạ. Mà này hai ơi, chiều nay á em không có học, hay là hai cho em phụ hai một ngày nha. Không có được, chị đã nói với em rồi. Em á, chỉ có việc là học cho thiệt là giỏi thôi, còn mấy cái chuyện nặng nhọc này cứ để cho chị lo là được rồi. Thôi mà hai, không cho em phụ hai một ngày thôi mà. Năm nỉ đó, thương nhiều nha. Con bé này lì ghê vậy luôn nha. Thôi được rồi, một lần này thôi á. Dạ. Mà em phải hứa với chị á là em chỉ được đi vòng vòng trên cạn thôi, không có được đi ra ngoài sâu, nghe chưa? Dạ. Của em nè. Phải nhớ lời chị dặn đó, nghe chưa? Dạ. Này của ông Nam Hữu Quốc vẫn không thể nào mà không rơi nước mắt, bởi vì cái phần diễn xuất của con cũng như là cái giọng hát của con rất là hay. Và cảm ơn anh Hữu Quốc đã cho một cái kết có hậu. Dạ. Anh đã làm khác đi so với rất nhiều những cái phiên bản trước đây mà đại nghĩa đã từng xem qua. Cảm ơn anh. Và xin mời các vị giám khảo, mời giám khảo Hoài Linh. Con không có hát rập khuôn như các cô, các chú, các anh chị khác. Con xử lý cái bài này nó có cái chất riêng của con. Chú thích cái chỗ mà em ơi bỏ chị lại, thì cái chữ bỏ đó con thả rất là hay. Và trong cái giọng hát của con nó có cảm xúc. Cái cảm xúc đó không phải học ra mà có, nó có từ trong cái bản năng của mình. Và chú chúc mừng con đã hoàn thành xong phần thi của mình rất là dễ thương và rất là tuyệt vời. Cảm ơn chú Hoài Linh. Và với giám khảo Quang Lê, một người gắn liền với dòng nhạc trữ tình quê hương, thì giám khảo Quang Lê thấy bé trình diễn ca khúc này như thế nào? Về cái bài này á thì có thể là một số người lớn đi trước đã để làm cái ấn tượng quá mạnh rồi, cho nên khi mà con hát lại mà con không có giống những người trước, cái đó là cái mà mạnh dạn mà chú phải có lời khen, vì con không giống người trước mà con có cái riêng của con. Cảm ơn giám khảo Quang Lê và xin chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình rất tốt. Và ban giám khảo, quý vị khán giả và tất cả các bạn, lời đầu tiên cho con được gửi đến quý vị là chúc sức khỏe và hạnh phúc. Con tên là Hồng Ân, đến với chương trình Thử Tài Siêu Nhí mùa 1 năm 2016 này. Con xin gửi đến quý vị một ca khúc được mang tên Chú và Con ở Bản Đôn của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Dễ thương quá phải không quý vị? Chú voi con này màu sắc quá, lấp lánh quá mà rất là đáng yêu. Mời cô Thanh Hằng. Cô Thanh Hằng ơi, nhận xét cho bé nha. Quá đi, tự tin hơn cái tuổi luôn nữa đó. Vậy đó. Vậy đó, đơn giản vậy thôi nè. Đơn giản vậy thôi. Cô thích quá rồi phải không con? Quá thích rồi, chịu lắm rồi. Dạ, không biết cô Đoan Trang có chịu không nha. Cái hơi nó mạnh. Đối với bản thân cô là chắc chắn con sẽ được vào vòng trong để mà con đọ sức với các bạn. Bởi vì con á, cái bài của con có một cái điểm rất là gây ấn tượng là có một đoạn lên tông mà con nhảy thẳng lên trên cái tông đó luôn, và con bám được trên cái nốt đó, trên cái tông đó một cách chuẩn xác và vẫn đi về chủ âm của cái nốt cuối cùng của bài. Cho nên cảm ơn con, chúc mừng. Con cảm ơn con. Dạ, các vị giám khảo quyết định thế nào? Mời cô Thanh Hằng trước luôn. Cô đồng ý. Cô đồng ý, cô Đoan Trang. Yes. Cô đồng ý, chú Hoài Linh. Đáng lý ra đó là chú không có đồng ý đâu. Tuy nhiên là nhờ mấy cái của con chứ không thôi là con đi xa lắm rồi đó nha. Rồi thôi chú cho con một cơ hội. Chú đồng ý. Chú đồng ý. Như vậy là con có tới 3 sự đồng ý của các vị giám khảo. Chúc mừng con. Về với đội của thầy Gia Bảo nào. Trời ơi, thầy trò giống nhau quá. Con thấy các anh chị hát rất hay mà con không biết là có được vô vòng trong không nữa. Con cứ đem hết khả năng của mình để trình diễn cho ban giám khảo xem. Ai bên trắng trồn cắp ngâm xoài lá tay. Ai bên trắng trồn cắp ngâm xoài lá tay. Các anh chị ơi, mua dùm em bánh bò, bánh tiêu, giò, cháo quậy đây. Bánh bò, bánh tiêu, giò, cháo quậy đây. Cô Thanh Hằng ơi, con cái bánh bò, bánh tiêu đi cô ơi, đáng dễ quá. Bánh bò ơi, lại đây tôi nói nghe nè. Gì đó chị? Trời ơi, thế bán cái gì mà giòn cứ chéo quẩy qua một bên là sao? Đây nè, chị ngồi xuống đi rồi tôi nói chị nghe. Giò cháo quậy á, là này nè, chứ không phải là mình ngồi và mình chéo quẩy qua một bên, chị hiểu không? Hả chị? Tôi biết rồi. Giờ chéo quẩy là cái này, chứ không phải là người mình lấy dòm chéo quẩy qua bên này như tắm biển Hawaii đúng không? Ôi, nè tôi nói nghe cái này nè. Thế sáng giờ em bán có được không? Tôi đẹp trai mà đương nhiên bán phải được rồi. Còn chị, sáng giờ chị bán được không? Ý mèn ơi, trời ơi sao còn nhiều dữ vậy chị? Lẽ chị bị ế hả? Này, hàng tôi bị ế chứ không phải là tôi bị ế, nghe rõ chưa? À, là hàng chị bị ế chứ không phải là chị bị ế đúng không? Rồi chị ế, chị hàng chị bị ế như vậy rồi lấy tiền đâu chị gửi về quê lo cho mấy đứa nhỏ nó ăn học? Thì bám thâu đêm suốt sáng cũng hết thôi mà anh. Ai, nhìn chị buôn bán tần tảo vậy á, y như là thân cò lặn lội vậy đó. À, mà hôm bữa tôi nghe chị hát á cũng hay lắm. Sao chị không đi thi hát đi mà chị đi buôn gánh bán bưng vậy chị? Thì tại chưa tới thời. Rồi chừng nào mới tới thời? Thời sắp tới rồi. Sắp tới đúng không? Vậy bây giờ chị hả, chị đứng lên chị hát cho tôi nghe một bài đi. Rồi tôi nè, với lại mấy chị em bán gánh đây nè, mua hết cái gánh của chị chịu không? Anh nói là phải giữ lời đó nha. Rồi, mấy chị em ơi, ơi, ra đây nghe hát nè. Ra nghe hát kìa. Đây chị em ơi. Rồi chị hát đi, rồi mấy chị này mua hết cái gánh của chị cho. Rồi, vậy tôi sẽ hát một bài. Anh gì ơi, anh ấy cho em tiếng nhạc với. Con cò bay đi ăn đêm, bay đi ăn đêm, sao đi một mình? Một mình lầm lũi canh ba thực giấc trong đêm khuya vắng, một mình lầm lũi thân cò. Được một con tôm đôi ba con đem, đêm nay không thấy có con cá nào. Có thấy thôi đi về đi, đêm qua không thế, đêm nay không thế có ơi. Con ơi, ủa lộn chị ơi. Cái ông kia, ông lừa mình rồi, ông không có mua hết của mình. Đó, ủa quay trở lại rồi hả? Dạ, chào khán giả. Trời. Cái gì mà ham trên giọng thấy sợ vậy? Đi bán bánh tiêu, bánh bò đi còn phóng ra chào khán giả, nó đứng lại, bỏ đó. Trời ơi, con ơi con nghi quá, nghiêng hơi cái gánh của con là bị mọi người ăn hết đó. Mang ra đây. Ăn hết mình đi có gì đâu. Mua ly xoài. Ca hay quá, về mình ở lúc nào để bán xoài lát. Anh em ơi, bán em ly xoài đi. Nãy giờ ngồi để thèm quá. Bánh lỗ tai heo. Đó, xuống mời chú Quang Lê cái này cho con. Chừng đấy con. Té giòn té đó con. Kéo té con ơi. Con ơi, đem tiền cho ông Năm nha con. Trời ơi, đại nghĩa cho Liên. Bánh lỗ tai heo cũng phù hợp đó. Ý muốn nói gì đó. Không có cố ý nha, vô tình thôi. Mà thiệt ra nó cũng có nằm trong suy nghĩ của Nghĩa. Thôi Nghĩa ơi, em giải thích ra làm gì thì cũng... Dạ, đây là lời của anh Linh. Quang Lê ơi, đây không phải là lời của Đại Nghĩa, là lời của Hoài Linh. Dạ, mời mấy cô chú cứ ăn thông thả nha. Mà ta nói thường á là sao anh Linh cái câu gì người ta nói đó. Ăn xôi chùa ngạn họng. Đó, ăn xôi chùa ngạn họng đó. Mấy cô chú góp ý sao cho con nó vui à. Đó, nhất là chú Lê đã lỡ ăn miếng bánh rồi đó. Dạ mời chú Lê nói trước luôn á. Nói sao coi cho đặng thôi chứ ăn công của người ta gánh ra. Không phải miếng bánh mà khen đâu. Thật sự là tôi đâu có nói gì đâu. Nói chung là cũng mồ hôi nước mắt của cháu đó. Hồi nãy giờ là chú coi là chú say mê lắm rồi. Từ cái thoại kịch là chú đã thích lắm rồi. Con đóng rất là tự nhiên, rất là duyên dáng. Chú rất là thích con, mà con hát cái giọng ca phải nói nó tuyệt vời lắm, mà hay lắm, mà cao lắm. Mà tuy là con không cao nhưng mà tiếng hát của con rất cao. Chú rất là thích con. Dạ, con cảm ơn chú Quang Lê. Dạ mời anh Linh ý kiến luôn ạ. Thật sự ra thì cái giọng của con là chú rất là thích, là tại con giọng con rất là khỏe. Con đã thể hiện được cái bài hát này rất là tốt. Cho nên dạ con cảm ơn chú Hoài Linh. Chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Cảm ơn những lời góp ý của các vị giám khảo dành cho tiết mục của Yến Vy. Rồi đi. Trời ơi. Bye bye các cô chú. Chào con. Trời ơi không gió nữa kìa. Rau không? Rau nữa. Rau coi 2, 3. Ai bánh tráng trồn cóc ngon xoài lát đây. Ai bánh tráng trồn cóc ngon xoài lát. Con sông chảy qua tuổi thơ tôi, đêm buồn nằm khóc nhớ cha, lời kính mẹ ru. Giòn lệ này gửi cho gió, nhờ đem lên trời cao. Đêm nếu mai ngồi khóc, bên con là con trăng già. Lời động vòng gửi cho gió, nhờ đem lên trời cao. Lời động vòng gửi cho gió, nhờ đem lên trời cao. Thưa quý vị, đó là vẻ Quỳnh Như. Cảm ơn vũ đoàn bước nhảy. con có cái thế mạnh là giọng ở trên cao á, những cái nốt cao của con á rất là tốt. Với những cái bài hát cao trào mà bắn phá ở phía trên á thì con sẽ làm tốt hơn nữa. Tuy nhiên thì con cũng có một vài cái khuyết điểm, đó là những cái nốt thấp. Rồi con hát phải làm sao cho nó nuột nà hơn, cả trên, cả dưới, cả trung, tất cả mọi thứ nó tạo thành một cái vẻ đẹp của bài hát hơn nữa nha con. Cho nên là cái bài hát này đối với cô thì con hát chưa có ổn định lắm, bởi vì bài này cũng không phải là bài dễ. So với bài selfie con làm rất là mượt mà, duyên dáng, xinh tươi, thì ở đây cái chiều sâu con lại có cái tố chất để hát những bài kịch tính và thậm chí là truyền tải thông điệp bằng nhạc rock cũng được. Cái nội lực của con và cái giọng sáng đẹp như cô Đoan Trang vừa nói ở những quảng cáo đó, nếu tìm được những bài hát phù hợp tiếp theo như thế này thì con sẽ con đường mở ra cho mình những cái chân trời mới, mà cái điều đó thì nằm trong tầm tay của con có thể làm được. Chúc mừng con. Chúc mừng con gái. Quý vị, đó là bé Quỳnh Như. Cảm ơn nhóm bè Cadillac và hai chú nhạc công đã hỗ trợ cho bé với tiết mục này. Ôi ôi, con gái khóc rồi kìa. Ôi, cô Trang ơi, bé khóc rồi. Ok, con làm tốt rồi nhá, sao khóc nào. Đến. Okay. Đây là những cái giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt yêu thương dành cho cha mẹ của mình khi con thể hiện cái bài hát này, đúng không? Sao con khóc vậy? Tại vì con rất là thương ba mẹ của mình. Này, ba mẹ con ở đâu? Mẹ ngồi dưới kìa. Ồ, mẹ con đang cười rất là tươi bởi vì con trình diễn rất là hay. Mẹ con cũng hạnh phúc lắm nha. Thực ra hôm nay Quỳnh Như đã rất là giỏi khi mà đứng ở trên sân khấu một mình như thế này, rất là khó. Quỳnh Như của chúng ta tuy rất là bé nhưng đã đặt rất là nhiều tình cảm vào ca khúc này. Thì quý vị còn ngại ngùng gì mà không cho bé một tràng pháo tay vậy? Ok, đúng nhá. Được rồi con ha, mọi người đều yêu thương mình hết, không khóc nữa nè. Cảm ơn cô giáo Yến Trang. Và xin mời giám khảo Hoài Linh. Cái phần sau á, con hát tốt hơn cái phần trước. Và bởi vì cái phần trước chú nghĩ là con mới vừa ra, con chưa ổn định được tâm lý, cho nên cái cột hơi của con đó nó chưa có chắc lắm. Thì cái phần xuống thấp á, nó hơi bị chênh phô. Còn về cái mặt của con khi con biểu cảm thì rất là dễ thương. Về cái phần sau á, ví dụ như là hi, rồi con nghĩ chút vọng, tự nhiên cái nó mất cái nghĩa đó. Nếu mà mình nghe mình đang cảm giác là hai cái chữ hy vọng đó, nếu mà con đi liền nhau luôn, tức là con kéo con ngân cái phần kia và con kéo luôn hai chữ hy vọng thì nó sẽ hay hơn. Ý chú Hùng muốn nói là hát lơi cũng được, hát lơi nhưng mà phải đúng chỗ đúng nơi, nếu không thì ý nghĩa cái bài nó đi chơi nơi khác. Dạ. Mời giám khảo Quang Lê. Bây giờ chú hỏi là con bao nhiêu tuổi trước? Dạ con 9 tuổi. Đây là lần đầu tiên chú nghe con hát. Thì chú nghe rất là kỹ. Trong bài hát con hát hay, nhưng mà chú nghe thì có một sự tính toán rất là kỹ. Lúc thì con vả dòng bự, lúc con bỏ dòng nhỏ. Chú vẫn mong là chú muốn nghe một cái gì đó nó mộc mạc hơn, thì chú sẽ có nhiều cảm xúc hơn. Giờ một tràng vỗ tay dành cho bé Quỳnh Như dễ thương của chúng ta. Chúc mừng con. Thăm bà ngoại với ông Út. Từ ngày ba mẹ con đưa con lên thành phố ăn học, con nhớ bà ngoại với ông Út nhiều lắm. Con hứa học thật giỏi để được ba mẹ đưa về quê thăm bà ngoại với ông Út. Ngày xưa ngoại ru mẹ ngủ, bây giờ mẹ ru con ngủ. Bà ngoại ơi, ông Út ơi, con nhớ hai người nhiều lắm. Chị Hai ơi, đang làm cái gì trong đó đó? Tôi đang nấu canh. Mà canh gì? Nè, phụng tay đi rồi biết. Ý mèn ơi, canh rau đắng á hen. Ừ, canh rau đắng. Món này thằng Phú nó khoái lắm nè. Hì, cậu nhắc làm gì? Cho tôi nhớ nó. Tôi cũng nhớ nó chứ bộ. Thôi đừng nghĩ làm gì cho nó đau lòng. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn. Coi khói đốt đồng để ngắm ngôi chim nhớ lá tình. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biêu cậu ngồi. Mẹ nhô tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu rong chơi như nhỏ ham chơi quên cả buổi cơm chiều. Mẹ được đánh con với chiếc roi mây nhỏ xíu. Con không khóc, mẹ mỉm cười, nó thiệt là giống cha vậy. Đôi mắt mẹ thoáng buồn quay lặng lẽ nhìn sông, nhớ từng lời mẹ thường hát khe. Ồ ơi canh rau đắng cá rô đồng, đêm khuya trở giấc thương chồng đi xa. Xin xong lại tình yêu đơn sơ rong chơi những ngày đầu trưa, ba giá miếng dừa đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa. Ai cánh xa cội nguồn ngồi một mình nhớ lý tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh bãi rau đắng sau nhà. Dẫu nắng chang dần mọc mà tuổi mẹ càng cao đơn lạnh giữa dòng đời. Mẹ ơi canh rau đắng cá rô đồng, nồi canh mẹ nấu vẫn nhớ hoài trong con. Chiều chiều chúa thổi đầu non, chờ lời con đó đến quê nhà mẹ mong. Bà ngoại ơi, ông Út ơi, con được về quê thăm hai người nè. Bà ngoại ơi, ông Út ơi, mọi người đâu rồi? Ngoại ơi, ông Út ơi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần trình diễn của bé Triệu Phú của lớp ông Năm, nghệ sĩ Hữu Quốc. Và Nghĩa đang đứng kế một vị khán giả cũng đặc biệt trong hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Trời ơi chị Mỹ, chị nghe bé hát sao mà giờ chị rơi nước mắt, chị khóc quá trời vậy chị. Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình một chút được không ạ? Đặc biệt là với tiết mục mà chị vừa xem. Lời nói đầu tiên, Thoại Mỹ xin chào tất cả quý vị. Đêm nay thật là bất ngờ Thoại Mỹ đến để xem đêm diễn của các em siêu nhí. Hồi nãy giờ Thoại Mỹ ngồi thì thấy các bé nào cũng hay hết. Nhưng mà đến tiết mục của bé Triệu Phú thì ngay cái nghề hát cải lương của mình, Thoại Mỹ nghe cái bài nhạc bé thể hiện, Thoại Mỹ đã xúc động từng chập. Rồi khi bé vô giọng cổ, Thoại Mỹ nhói lòng mình hồi hộp nữa. Mà khi bé xuống giọng cổ rồi, Thoại Mỹ mới thật sự an tâm và muốn dở òa ra liền đó. Nhưng mà phải cố gắng kèm lại cái sự xúc động của mình. Thật sự là bé quá giỏi, quá tuyệt vời. Cô Thoại Mỹ thật sự mến con, yêu con. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Cảm ơn hai con Ngọc Thanh và Ngọc Tâm trong vai bà ngoại và cậu út. Nhờ cái phần diễn xuất của hai con đã làm cho Triệu Phú có thêm nhiều cảm xúc để thể hiện thật tốt phần thi của mình. Cảm ơn hai con nha. Cái bài ca giọng cổ này nó là gọi là tân cổ giao duyên. Mà con đã vừa ca mà con vừa diễn xuất được nữa. Mà làm cho cô Thanh Hằng ngồi ở dưới này rồi tất cả mọi người trong khán phòng cũng đều dở hòa lên. Triệu Phú ơi, chú Bạch cũng có lời khen con á, là bởi vì con không có bị nhột. Chứ con mà bị nhột á, bị buồn á, như tiếng Bắc hay nói á, thì con sẽ không có hát nổi rồi. Hai bạn hai bên, một bên là bà, một bên là ông cậu, mà cứ sờ soạn khắp nơi, không biết cái hình thức nào để diễn tả, rồi đấm tay cho cháu luôn. Tự nhiên thấy hai người đội khăn ràng ra ngồi rồi. Mặc dù là trong cái phần diễn nó có cái sự vụng về, nhưng mà cái vụng về đó nó rất là đáng yêu. Nó thể hiện được cái sự mộc mạc. Tất cả những cái đó nó mới là thử tài siêu nhí. Xin cảm ơn giám khảo Thành Bạch. Và một lần nữa chúc mừng con nha. Triệu Phú đã hoàn thành rất tốt phần thi của mình. Trời ơi, hôm nay là một điều bất ngờ nữa Quang Hiểu đã mang đến cho chúng ta với tiết mục Chầu Văn này. Quang Hiểu là người miền Nam, phải phát âm tiếng Bắc và nhập vào trong cái không gian của cái thể loại. Thì đây là một thể loại rất là khó mà con làm rất là dễ dàng, nhẹ nhàng. Chú xin chúc mừng con. Trang phục của con cũng chỉnh chu, nói chung áo, váy. Nhưng mà chỉ có chú tiếc cái này nè, cái đoạn cuối mà xe loan thanh giá hồi cùng đó, dáng như con cầm cái quạt luôn, con che lên thì nó đẹp hơn. Bởi vì thay vì cái khăn phủ diện màu đỏ thì con cầm cái quạt con che lên thì nó sẽ đẹp hơn. Cảm ơn ý kiến của giám khảo Hoài Linh. Và bây giờ thì chúng ta hãy nghe xem hai vị giám khảo trong số 4 vị đây dành cho mình bao nhiêu điểm nha. Xin mời cô Thanh Hằng. Cô sẽ gửi cho con 9,75. 9,75 từ giám khảo Thanh Hằng. Mời chú Hoài Linh. Chú gửi cho con 9,75. 9,75. Chúc mừng con nha. Còn cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch thì chúng ta sẽ biết sau. Con xin chào ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả ở đây. Con tên là Hoàng Thị Hồng Yến. Năm nay con 12 tuổi, con đến từ thành phố Long Xuyên, An Giang. Hôm nay con xin trình bày 2 câu giọng cổ 5/6. Thì ra trong giấc ngủ cháu nằm mơ thấy ba, với đôi mắt sáng như sao bác xoa đầu cháu Hồng Yến tươi cười. Một đêm hội ngộ với ba chúc mừng con, rất là dễ thương. Hồi ơi, con học hát cải lương lâu chưa? Dạ, con biết hát từ hồi lúc 4 tuổi. Đến nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 12 tuổi. Vậy là 8 năm rồi đó. Ai dạy con hát? Dạ, ba con. Ồ, ba con có đến đây cổ vũ cho con không? Ba con mất rồi. Ừ, lâu chưa con? Ba con mất rồi, con học năm lớp 3 rồi. Ừ. Vậy là những năm vừa qua là con sống cùng với mẹ hả? Ừ. Mẹ con làm nghề gì nè? Mẹ con mua dây chai. Mẹ có ở đây không con? Dạ, mẹ con ngồi ở trển. À, vậy là bao nhiêu năm qua là không có ba, một mình mẹ phải tảo tần nuôi con đúng không? Các cô chú nhận xét về phần trình diễn của con như thế nào? Mời cô Thanh Hằng ạ. cái giọng ca của con á rất là lạ sáng, con có đặc biệt riêng của con. Cho nên là cô nghĩ rằng con bước vào trong nữa thì sự huấn luyện của cô Bình Tinh sẽ tập cho con thêm về cách diễn và cái cách xử lý. Cô rất là khuyến khích con và cô sẽ cho con một vé để bước vào. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Mời chú Quang Lê ạ. Con ca trừ bằng cái tâm. Chú mê nhất là khi mà con xuống cái câu năm ai á, nó ngọt làm sao mà không cưỡng nổi luôn. Nghe cái câu đó xong cộng thêm cái hoàn cảnh mà con kể ra đó, chú lại càng thương hơn con nữa. Chú cho con 2 phiếu luôn. Cảm ơn chú Quang Lê. Mình có 2 phiếu rồi từ cô Thanh Hằng và chú Quang Lê nè. Cô Đoan Trang có dành cho con thêm 1 phiếu nữa không? Cái làn hơi của con rất là đầy, cho nên con hát, con nhả chữ rồi xong rồi con xử lý cái bài này nó rất là đẹp. Cô chúc mừng con được lọt vào vòng sau. Cảm ơn cô Đoan Trang. Nghe con hát đó, rồi nghe con nói giữa cô Tinh với con có nhiều cái giống nhau lắm. Cái thứ nhất là cô Tinh với con cùng bắt đầu đi hát lúc 4 tuổi. Cái thứ hai là cô Tinh và con cùng có một nỗi đau là mất cha. Cho nên là cô Tinh mong là cô cháu mình sẽ cùng cố gắng. Cô Tinh sẽ cố gắng để cho con sẽ thể hiện được tất cả những cái tài năng của con. Trước là báo hiếu cho mẹ và sau là cho vong linh của ba con được hãnh diện về con. Con đến với cô giáo của mình nè, cô Bình Tinh. Xin cảm ơn tiết mục khách mời của bé Quách Phú Thành, quán quân thử tài siêu nhí mùa 1. Và ngay bây giờ, hãy đến với thí sinh đầu tiên của đêm nay. Nồng nàn hương lúa đồng quê, ngày mùa vất vả lúa về đầy sân. Đồng xa cho đến ruộng gần, lúa vàng chảy thẳng hương nồng cốm quê. Có vui xả cánh bay về, đình quê hương lúa như nê hoặc lòng. Bóng ai ngả lộc trên đồng, hiu hiu gió thổi, tóc bông bần bay. Cánh đồng lộng gió chiều nay, lâng lâng bỗng thấy như say cả làng. Bình minh lên trên cánh đồng xanh, có đàn cò trắng bay bay, có con trâu đang đi cày, xa xa thấp thoáng cánh diều. Họ ơi họ, quên con cánh đồng xanh, rừng vàng tím bạc bao la, có mùi thơm của đất mẹ, trong từng hạt lúa ta trồng. Qua bao nhiêu mồ hôi nước mắt, mùa không cười lao lên từng ngày. Yêu quê hương tình thương của đất, vì phù sa thắp đường tình quê. Quê hương ta đồng xanh bát ngát, cho người ta sống trong bình yên. Câu ca dao hay câu hò cũng đậm đà hương lúa Việt Nam. Qua bao nhiêu mồ hôi nước mắt, đùa khóc người lớn lên từng ngày. Yêu quê hương tình thương của đất, vì phù sa thắp đường tình quê. Quê hương ta đồng xanh bát ngát, cho tuổi thơ sống trong bình yên. Câu ca dao hay câu hò cũng đậm đà hương lúa Việt Nam. Câu ca dao hay câu hò cũng đậm đà hương lúa Việt Nam. Hạt lúa và người nông dân cần cù chất phác mộc mạc là mảng màu không thể thiếu trong bức tranh đồng quê Việt Nam. Từ bao đời nay, người dân Việt Nam coi đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đó là bát cơm, hạt gạo chúng ta hay ăn buổi sớm chiều. Đó là muôn vàn các loại bánh trái, ngọt ngào, thơm mát cả một thời tuổi thơ. Như là bánh trưng, bánh dày, bánh giò, bánh bò, bánh xèo, bánh bèo, bánh nồng, bánh ướt, bánh ít, bánh ú, bánh đúc, vân vân. Cây lúa là biểu tượng cho nền văn minh lúa nước, cho đất nước Việt Nam. Với hình ảnh hai bông lúa trên quốc huy, cây lúa và hạt gạo không chỉ mang lại sự no đủ mà còn trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Cây lúa tượng trưng cho tâm hồn con người Việt Nam, mềm mại, dẻo dai, cần cù và giàu tình yêu thương. Đó là một chàng lang liêu trong sử tích. Bánh trưng, bánh dày đã dùng hạt ngọc lúa gạo tạo ra bánh trưng bánh dày, dâng lên cho vua cha nhằm thể hiện lòng hiếu nghĩa của một người con trai đối với đấng sinh thành. Đó còn là sự cần cù, chịu thương, chịu khó của người nông dân. Cày đồng đang đủi ban trưa, mồ hôi thấm thốt như mưa ruộng cày, là tình yêu thương ngọt ngào của mẹ dành cho con. Lúa làm cho đất nước ngày càng thêm trù phú. Cuộc sống của người nông dân ngày càng no ấm, nó góp phần tôn vinh dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, đó là tiết mục lúa mà cô bé dễ thương Vĩ Dạ cùng với các bạn nhỏ của nhóm thiếu nhi Sido đã mang đến cho chúng ta. Cảm ơn các con nha. Các cô chú thấy thế nào? Cô hơi tiếc chút xíu là lúc diễn mà cứ nhìn qua nhìn lại mắt láo liên chút xíu thì nó mất cái độ tập trung thôi. Mai mốt mình phải để ý chỗ đó nghe con. Còn về phần biểu diễn của con, cô luôn luôn ấn tượng cái phần dẫn dắt, cái phần MC của con. Lên giọng xuống giọng, đọc với tất cả cái cảm xúc của mình, đầy xúc cảm. Và cô nghĩ là trong tương lai con rất là có khả năng trở thành một cô giáo dạy văn, hoặc là một nhà thuyết trình, hoặc là một số ngôn viên. Nếu con cố gắng, con sẽ là một cô gái rất là thành công trong tương lai. Chúc mừng cho tiết mục của con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Nói chung lại là bây giờ đó không phải là chú ghiền con rồi. Con biết không, là bao nhiêu năm nay chú không có ghiền một cái người nào mà nói mà nó sướng như con đó. Vậy là chứ bây giờ chú là Chú là fan hâm mộ của con luôn á. Giờ cho nhiêu điểm của Hương? 10 điểm. 10 điểm của Hằng nè. Tiết mục bữa nay cô cũng không cảm thấy không đã gì mấy chân, cho nên con bị lơ là chút xíu đó. Sao không có lỗi nào trong cái thoại của con, nhưng mà cái lúc mà con diễn trong cái tiết mục đó, dạ, nó con có cái sự hơi lơ là chút xíu, nó không có được gọi là tập trung vô. Gửi con 9,75. 9,75 cũng là một điểm số rất là cao rồi ạ. Mình còn điểm số của chú Quang Lê với cô Đoan Trang mình chưa biết nữa mà, đúng không? Ẩn số, ẩn số. Dạ, vẫn còn là ẩn số. Cung nữ Mao Y Linh cùng thỉnh Long Nhan, nói rằng có lĩnh mẫu hoàng mạo ngữ đến danh kiều quốc cư. Dạ hay sao? Con lại còn muốn cầm quyền làm vua cho tới mẹ nữa, phải vậy không Dương Nhi? Dạ, dạ thưa mẹ, con xin thề đâu con đổi trời, nhưng con đạp đức nhất quyết chiếu hai dân, chứng minh cho lòng con ngài Thảo Dâu cầm quyền trị đạo, mẫu thân gặp Dương Nhi đi mẹ. Dương Nhi hãy nghe lời phán truyền ta nay. Sao trước Ngô Tôn Quyền này đâu không kể thấm sanh, muốn thi hành truyền y văn qua con đầy cộng hàng hai nước, không chiến tranh trận địa mặt chi cho dân lòng khổ. Câm em thôi, câm đi lắm lời mà chi mỹ ý ngồi ngôi vị dương hoàng, nào đâu còn sai không mai người sang Kinh Châu gây nhút nhơ cơ đồ mẹ ông già của ta giờ chi. thông cảm nay đoạn cải lương thiện tâm của tụi em vậy cậu? Dạ. Ông bầu ơi, sao vậy? Sao mà tự nhiên đang hát rồi tự nhiên ngừng ngang vậy trời, đáng coi hay mà. Thông cảm. Hôm nay đoàn có công chuyện gấp rồi phải ngưng liền. Rồi giải quyết công chuyện xong rồi hôm nay mai tụi tôi lên. Tiếp đi. Bà con thông cảm. Hát tiếp đi. Dạ thấy chưa? Hát tiếp kìa. Bây giờ em có chuyện gấp giải quyết dữ lắm. Thông cảm giùm em đi nghe. Rồi có gì nay mai tụi em lên đàn hát phục vụ bà con mình. Ông bầu đẻ lại. Cái đừng manh động, đừng manh động. Ông bầu. Sao vậy? Có gì không? Má không có chuyện gì, để con giải quyết ngoài này. Má vô trong má nghỉ nha. Má cô đem vô. Thông cảm. Bây giờ vậy đi ha. Để đoàn em giải quyết công chuyện quan trọng xong, rồi cái lên đèn hát phục vụ bà con cô bác mình lại. Bây giờ mời bà con cô bác mình đi giao phòng vé, tụi tôi hoàn tiền vé lại nghe. Rồi hứa nha. Dạ. Dạ yên tâm. Dạ. Yên tâm. Ủa ông ơi, vì con tự nhiên đang hát ông kêu dừng lại vậy ông? Nhân à. Dạ. Chuyện quan trọng lắm. Con bình tĩnh nghe ông nói nghe. Dạ. Ba của con á. Ba con tới thăm con nữa không? Chết rồi. Ông bị ung thư gan thời kỳ cuối. Sau khi chôn cất ông xong, người nhà đã đi tìm con theo di nguyện của ông. Đây là lá thư mà ba con nhờ gì gửi cho con. Nhân con, ngày ba Tiệp đến gặp con là ba biết mình không còn sống được bao lâu nữa với căn bệnh ung thư này. Ba chỉ muốn dành thời gian ngắn ngủi cuối cùng của ba ở bên cạnh con, chăm sóc cho con để bù đắp lại những lỗi lầm mà ba đã tạo ra. Nhưng khi gặp con, ba mới hiểu ra là ba không thể nào đòi hỏi ở con bất cứ điều gì ngoài việc ủng hộ con theo niềm đam mê của mình. Đây là số tiền mà ba đã dành dụm, nay ba nhờ dì trao lại cho con cất để mà phòng thân. Và hãy sống sao cho nên người, giữ tâm ngay thẳng và đạo đức. Bà mẹ sẽ luôn phù hộ cho con trai của ba. Ba yêu con. Con xin hứa không hề dối gian, nghèo thì cho sanh cách sao cho thường. Những lời của bà khuyên rằng con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu thêm một nỗi đau mất đi tình phụ tử. quý vị, chúng ta vừa đến với tiết mục của bé Trọng Nhân. Xin cảm ơn các nghệ sĩ Huỳnh Ba Thanh, Chí Thiện, Vũ đoàn Chuông Gió và đặc biệt với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Bạch Mai. Con ơi, ông trời sanh con ra để đi diễn, con như là một cái anh kép hát thực thụ. Con từ đầu cuối không có coi gì hết trơn, không có thấy thư, không có thấy một cái đứa bé mà Trọng Nhân đi thi đâu. Cô nghĩ là nếu như ông trời ông sắp xếp ra cho một cái nghề nghiệp á, thì chắc là cho con cái nghề đi hát mà còn hát kép nữa cơ, hát chánh á, chứ không phải là hát cái máy dài kia ra sang trọng, hát hay lắm. Cắt tới khúc mà con ôm cái na đến đây rồi con đọc hết lá thơ đó xong rồi cảm xúc này đó hết là ta khóc ngay. Mấy cô chú hình như rất là phấn khích cái đoạn đầu tiên khi mà con diễn ra Tôn Quyền rồi đúng không? Với khi lại mà kêu lưng nè, một cái là mấy cô chú cảm không thấy chịu, bởi vì đang đã quá. Hay quá. Hát cỡ với cô dì Cương hay chú Lê thôi là đã thấy con nặng rồi. Bởi vì con mà hát với cỡ này, mà hát với cái bà trời ơi Chúa Đảo, bà Bạch Mai, trời ơi tôi hát mà tôi sợ bà nữa, mà cái thần thái của bà nữa, tôi ra thấy tôi xỉu rồi. Mà con không có bị lắc lư gì hết trơn trời, ngang tài ngang sức luôn, con làm đã lắm. Đi gối qua là con nói rồi, nó qua được ải bả rồi, sanh ra để hát kép. Đúng như cô Việt Hương nói, tổ nghiệp đã cho con một cái một viên ngọc quý của bộ môn nghệ thuật cải lương này. Con ca rất là sáng, rất là chuẩn một ca anh kép, cái giọng con rất là bén, rất là sáng. Rồi cộng thêm con diễn nữa, con đã diễn được hai thể loại xã hội và hồ quảng nữa. Cái đó là cái điều mà để ý vô trong đó mới thấy. Cũng như cái cương trượng của bà mẹ rớt xuống, con chụp hai tay con cầm lên thì tích tắc chút xíu là khi nhìn thấy bức ảnh của ba rồi quỳ xuống, đưa hai tay cầm cái bức ảnh của ba lên ôm vào lòng. Một cái sự trân trọng, một cái tình phụ tử thiêng liêng. Mặc dù là cha không có nuôi mình nhưng mà ơn trên trời đã ban cho chúng ta có một người cha. Dạ, mời ý kiến của giám khảo Quang Lê. Nói chung lại nãy giờ là lời hay ý đẹp ai cũng nói rồi, nhưng mà còn Quang Lê thì nói cái riêng kỷ niệm mình thôi. Là hồi lúc mà nhỏ bên Mỹ đó, lúc là năm 1991 thì ở bên đó buồn lắm. Hồi đó đâu có nhiều nhạc Việt Nam đâu, thì coi cải lương nhiều lắm và coi mấy cái tuồng hồ quảng của Bạch Mai. Hôm nay gặp lại cái người mà gọi là đối với Quang Lê là thần tượng trong cái ngành hồ quảng. Quang Lê coi nhiều lắm, xem nhiều lắm, và mỗi lần mà gặp cái thần thái của cô là say mê lắm. Nhân ơi, cô thấy mỗi ngày con rất là phát triển trong cái con đường của con đi, nhất là cái bộ môn hồ quảng này. Bởi vì cô thấy những cái động tác của con á, điêu luyện hơn. Khi mà con đi xuyến, con đi bằng đầu gối, và nhất là những cái động tác của con vũ đạo như con xoay cái cây vân vân, thì cô thấy nó rất là thuần thục. Và cực kỳ bái phục những nghệ sĩ mà diễn cái bộ môn nghệ thuật này. Bởi vì đây là cái môn mà nó tốn nhiều sức lắm. Ví dụ như khi bà mẹ đi, như mình đời thường thì mình sẽ nói mẹ kêu mình vô ngồi, rồi ngồi đi con, rồi đứa con sẽ nói là dạ cảm ơn mẹ, dạ mẹ, rồi còn cô mẹ sẽ nói là thôi cho mẹ hỏi cái này đúng không. Còn ở đây là cảm ơn mẹ. Thêm cái nữa hơn, bà mẹ già ơi là già, đeo một tấn hột xoàn ở trên đầu. Rồi chưa hết nữa, mất bộ đồ nữa, rồi bộ đồ, rồi chưa kể nữa, thay vì như mẹ em thì nói nghe là tới mẹ biểu coi, tới mẹ hỏi này, con này vô mẹ hỏi. Trọng Nhân. Dạ sao cô Hương? Cho con người đẹp. Cảm ơn theo cái kiểu hồ quả. Đấy à, khoan nghĩ nghĩa. Im lặng. Im lặng. Trời ơi, cái ý cô là cái kiểu như vậy. Cô Đoan Trang ơi, để làm được cái động tác đi gối đó là tập rất là nhiều. Thậm chí là phải có cái băng gối để bảo vệ cái đầu gối của mình. Đâu. Cô bận cái đầm đó mà cô đi như vậy là cái đầu gối cô bầm đó nha. Dạ mấy cô mấy chú, giờ để cho con cảm ơn cái đi. Cảm ơn cô Việt Hương đi con, 10 điểm rồi đó. 2, 3. Đội ơn cô Việt Hương. Cô Việt Hương cho 10 điểm nè. Cô Đoan Trang đã đi gối tới để nói cho con 10 điểm. Vậy thì mình cũng phải đáp lễ, mình đi gối lại, mình đổi ơn cô Trang chứ. Đi con, đi gối lại đa tạ con. Đổi ơn cô Đoan. Đau quá, bẻ cái chân ra nữa, thấy không? Đứng một giò lên con, đứng một giò lên rồi tạ xuống con. Chưa, mới có 2 điểm mà. Chưa, để kể hai, để nghe hai người này. Người này chưa? Hai người này coi cho nhiêu. Mỗi một bộ khác nhau đi con. Cho nhiêu? Chú rồi Quang Lê. Nhớ tạ nha. 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm. Đứng một giờ lên con. mỗi người mỗi bé. Thôi tội nghiệp nhỏ quá mấy cô của chú ơi. Bây giờ mỗi cán bơ mà bằng cái vũ đạo tuồng cổ mệt lắm. Dạ. Được đâu cô, còn nhiều cái bộ hay lắm cô ơi. Từ ở dưới này bay lên cái ghế chổng cái đầu xuống vậy nữa nè. Dạ thôi cô bỏ cô Hằng ơi. Bây giờ mà cô bắt nhỏ làm kiểu đó đi, cảm ơn cô là mệt lắm luôn á. Dạ mời cô ngồi. Dạ. Thỉnh cô an tọa. Dạ. Coi như là 4 giám khảo mình biết điểm của 3 người rồi. Còn cô Thanh Hằng không biết cũng như biết ha. Chút xíu mình biết đi. Mặc dù mình cũng biết là bao nhiêu rồi đó. Rồi, cảm ơn các cô chú lần nữa đi con. Cảm ơn kiểu xã hội đi, tù xã hội nè. Cảm ơn cô chú. Đó.